Quang Lê và Ngọc Sơn căng thẳng vì tranh cãi trên ghế nóng. Cả hai huấn luyện viên đã có màn tranh luận gay gắt với đối phương khi cùng nhận xét về phần thi của một thí sinh đến từ team Lệ Quyên. Sau phần thi của ba team Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê, tối 4 tháng 5, tập 9 thần tượng Bolero lên sóng cùng màn so tài của những chiến binh nặng ký đến từ team Lệ Quyên, bao gồm Triều Quân, Đức Nhâm, Hải Yến, Lê Mai, Mạnh Đồng, Xuân Hương, Mai Hường và Ý Linh. Cặp đôi Triều Quân, Đức Nhâm cùng màn thể hiện ca khúc Hãy Quên Nhau. Trong suốt quá trình tập luyện, cả hai thí sinh gặp nhiều khó khăn vì không tìm ra được dấu ấn riêng cho mỗi người. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn tận tình của Lệ Quyên và nhạc sĩ Minh Vi, Triều Quân, Đức Nhâm đã thực sự hòa quyện và mang đến rất nhiều cảm xúc say lòng người nghe. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng đánh giá cao màn trình diễn và nhận xét, nếu Đức Nhâm là giọng hát lạ, có màu riêng thì Triều Quân là một giọng ca đầy bản lĩnh. Tỏ vẻ khắt khe về chuyên môn, huấn luyện viên Ngọc Sơn cố gắng vạch lá tìm sâu và chỉ rõ điểm yếu của Triều Quân về làn hơi chưa phân bổ hợp lý. Trước ý kiến của đàn anh, huấn luyện viên Quang Lê bức xúc cho biết anh rất bực bội vì mỗi người có cách hát riêng và thể hiện khác nhau và khuyên Ngọc Sơn không thể bắt ép một người hát mãi một hơi được. Ngay lập tức Ngọc Sơn liền đáp trả, bây giờ mời anh vô đây làm gì để góp ý chứ thôi anh ngồi anh khỏi nói luôn. Tỏ ý bênh vực học trò, huấn luyện viên Lệ Quyên chọn đứng về phía Quang Lê và khen ngợi Triều Quân đã làm hết sức của mình. Cả hai thí sinh còn rất có văn hóa khi song ca với nhau. Mạnh Đồng tiếp tục lấy lòng khán giả khi bắt cặp cùng Xuân Hương tạo nên cặp đôi ăn ý cả về chất giọng lẫn ngoại hình. Cả hai thể hiện Phượng Buồn, một ca khúc đòi hỏi sự ngọt ngào và độ luyến láy rất cao. Vốn không có thế mạnh ở những giai điệu nhẹ nhàng, Mạnh Đồng gặp nhiều bất lợi trước đối thủ Xuân Hương với lối hát mùi mẫn sở trường. Huấn luyện viên Ngọc Sơn nhận định cả hai đều có những thế mạnh và điểm yếu riêng. Trong khi đó, Lệ Quyên cho biết Mạnh Đồng đã rất cố gắng, Xuân Hương hát bằng tình cảm, sự ngọt ngào từ chính bản thân mình. Hải Yến Lê Mai, cặp đôi được huấn luyện viên Quang Lê ví như Thanh Xà, Bạch Xà. Vì màn đối đầu gay cấn qua ca khúc Nửa Đêm Ngoài Phố, giọng hát mùi mẫn, ngọt ngào và đầy tâm tình của hai cô gái khiến các huấn luyện viên bày tỏ sự bất ngờ vì hai thí sinh lại quá giống huấn luyện viên của mình, từ giọng hát, phục trang đến lối trình diễn. Huấn luyện viên Lệ Quyên quyết tâm làm khó cặp đôi nàng thơ Mai Hường Ý Linh ở tiết mục trình diễn cuối cùng với Chuyến Tàu Hoàng Hôn, tác phẩm khó nhất trong số các tác phẩm mà cô chọn cho đêm thi. Các huấn luyện viên đều dành lời khen vì cặp đôi thí sinh biết tiết chế kỹ thuật và nâng đỡ nhau. Đặc biệt Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Sơn còn gây khó cho Lệ Quyên khi đều chọn cả hai thí sinh. Sau 4 tiết mục, 8 thí sinh bước ra sân khấu để cùng đón nhận kết quả. Sau những giây phút suy nghĩ và gửi lời tâm tình đến học trò, Lệ Quyên quyết định chọn Ý Linh, Mạnh Đồng, Triều Quân, Mai Hường đi tiếp và nói lời chia tay với Đức Nhâm, Hải Yến, Lê Mai và Xuân Hương.